Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mùa hè châu Âu đang cận kề, Việt Nam là điểm đến tăng trưởng nhanh thứ ba ở châu Á đối với khách du lịch châu Âu dựa trên lượt tìm kiếm chỗ ở. Theo chia sẻ từ nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, trong bối cảnh mùa hè châu Âu đang cận kề, Việt Nam là điểm đến tăng trưởng nhanh thứ ba ở châu Á đối với khách du lịch châu Âu dựa trên lượt tìm kiếm chỗ ở. Những địa điểm du lịch châu Á không chỉ nằm trong số những điểm đến phổ biến nhất ngoài châu Âu mà còn chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Agoda ghi nhận có tới 52% tăng trưởng trong lượt tìm kiếm nơi lưu trú của du khách châu Âu vào tháng 4 cho hành trình du lịch châu Á vào mùa hè năm nay. Dữ liệu tìm kiếm từ Agoda cũng cho thấy, trong tháng 4, Malaysia ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 89%, Nhật Bản đứng thứ 2 với mức tăng trưởng là 71% so với năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 3 ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 66% từ du khách châu Âu. Theo thống kê, 3 điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất đó là thành phố Hồ Chí Minh, Hội An và Nha Trang, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng, phiêu lưu và văn hóa là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng tối đa kỳ nghỉ hè dài ngày ở Việt Nam. Tại thị trường châu Âu, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Tây Ban Nha là các quốc gia có lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam nhiều nhất trong tháng 4.